Xin chào các bạn. Good morning. Tuần này là tuần con trai nó được nghỉ winter break. Mình đang đi bộ công viên nè, ngay kế bên freeway, rất là ồn. Mình phong cảnh ở đây các bạn thấy không? Mấy cái cây nó bị rụng lá hết rồi, nhìn cảnh cũng hơi đẹp. Mình có cái quay một chút xíu rồi mình kết hợp những cái phong cảnh đẹp rồi mình sẽ để riêng một cái video clip khác cho xem, bỏ nhạc nó hay hay đó. Còn bây giờ thì mình cứ đi vòng vòng trong cái công viên này, thấy gì vui thì mình lên mình bàn chuyện kể cho các bạn nghe, còn không thì cứ quay phim rồi thôi. Bây giờ mình đi bộ tí xíu nha. Cái vụ corona virus nhiễm ra đó thì nói tóm lại ở đây, ở Cali, Bắc Cali này của mình thì cũng chưa có đến nỗi lắm. Tin tức thì cũng có cho người ta biết đề phòng vậy đó phải không? Chứ còn thật ra thì ngoài một top người mà họ mang từ Nhật Bản về Travis Air Force Base là gần ở đây nè, thì họ bị nhốt vô trong một cái khu cách ly để mà bố 2 tuần sau nếu không ai có bệnh gì hết thì họ sẽ thả ra. Còn cái quận này của mình thì như có 2 người bệnh mà tình hình thì như chưa có hết nữa. Mình hôm trước mà nói cái vụ này nó kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới kinh tế, mình cũng nhận cái chuyện đó rất là dễ đoán thôi. Không, Trung Quốc nó tê liệt mấy thành phố lớn, trong khi đó những cái sản xuất với lại nhập cảng cũng rất nhiều. Ở Việt Nam bị ảnh hưởng mấy cái trái cây, Thái Lan cũng bị nữa. Thái Lan mà nó độc quyền xuất cảnh sầu riêng cho dân Trung Quốc, Trung Quốc thích ăn lắm. Mà giờ bụi cái vụ này là thôi. Việt Nam thì tôm hùm. Bên Mỹ cũng bị luôn. Ở vùng họ làm tôm hùm Đại Tây Dương á, cái loại mà không có gai phải không? Họ những người đi làm cái nghề đó họ phải ngưng luôn, không làm nữa tại vì lỗ. Coi như năm sau mà đến mùa sau mà họ cho đi bắt lobster là chắc nhiều lắm. Nhiều nữa, đáng lẽ là đến một tháng nữa mới hết mùa mà giờ là tao đã nghĩ ra, tại thấy kéo lên là bán ít quá, rẻ quá đó. Tại vì dân Trung Quốc nhập cảng vô mấy cái thức ăn biển cũng rất nhiều, tại vì Trung Quốc bây giờ khá giả rồi đó, mấy cái tiệm ăn họ nhập cảng rất nhiều đồ ăn, mà bây giờ thì bị ảnh hưởng rất nhiều luôn. Stock market cũng đang tê liệt, cũng tê tê. Mình thì cũng ớn quá cho nên mình không có làm việc mấy nay, cứ để đó đi cho nó yên ổn thôi. Tình hình không biết sao, chưa thấy tiến triển được. Coi như mùa hè này không đi đâu chơi hết các bạn ơi, đi vòng vòng ở đây, đi lên khám phá vùng mình cũng rất là đẹp. Đi câu cá trên Sacramento Rivers, thăm con gái luôn cũng ngay trên đó. Hứng hay nữa thì lái chiếc xe chạy dọc theo bờ biển của Cali từ Nam, từ Bắc xuống Nam. Chuyện đó mình tính mà làm cũng được, cũng rất vui nha. Yeah. Lake Tahoe này kia kia nọ vui. Du lịch nước ngoài thì thôi chắc không. Giải quyết xong cái đại dịch này rồi thì họ phải chuẩn bị cho một cái mới khác nữa chứ. Thế nào nó cũng phải có một cái loại khác nữa, nó cũng sẽ xảy ra. Bài học từ hồi SARS, cái bệnh SARS tới giờ bị
Anyway, đi bộ công viên này nó cũng to lắm đó chứ các bạn. Đi nãy giờ có nửa vòng rồi. Hít thở cũng rất là sạch sẽ. Ok, mình đi bộ tiếp nha. Con này đang hái bồ công nè. Ok, talk to you later. Nghỉ mệt chút. Ở đây cái sân cho con nít chơi nè, cũng sạch sẽ, đẹp đẽ cho nít nó đi chơi. Đi bộ xong rồi, giờ lái xe về. Ra công viên thấy cha mẹ ông bà dẫn con cái con cháu đi ra ngoài công viên chơi trong cái tuần lễ nghỉ này, là mình nhớ đó mấy đứa con mình cũng vậy. Mấy ngày nghỉ như vậy mình thường hay chở nó đi xuống dưới biển chơi ấy chứ, đi Santa Cruz. Cái đứa, một đứa 2 tuổi mấy, một đứa 4 tuổi mấy. Người đi nó cho nhóc bình sữa ngồi trong xe sao nè. Họ cho xe cũng mới mua chiếc Mercedes. Con gái ngồi bên cũng seat belt rồi, cũng ngồi cột cái ghế đàng hoàng. Chạy thì đường đi xuống dưới Santa Cruz nó lên núi, xong rồi lúc xuống nó quẹo vòng dòi, vòng co vậy nè. Mà mình lúc mới mua chiếc xe Mercedes Sport nó chạy ngon lắm, chạy tốt lắm. Cái đang xuống dốc con chớn mà đi thật là nó thật bám đường đã lắm luôn. Chứ mình quẹo, quẹo lại chạy. Con mà sao nó ọc sữa cái trời ơi, là mình hết hồn rồi. Con gái thấy em nó ọc sữa cái nó ói ra luôn, cái nó trời ơi, hay cái ghế mà sao nó giật em mà nó hôi rình rồi. Mình hết mất hứng, tấp vô kiếm cây xăng tấp vô rửa, trời ơi cả nửa tiếng đồng hồ mới xong xuôi mới đi tiếp xuống dưới biển rồi bắt đầu ghé mà trời nô mua đồ ăn cho nó gọn vậy, nó xuống dưới biển là cho nó ngồi nó chơi dọc cát. Nhìn đi nhìn lại bây giờ thì lớn hết rồi. Còn vài tuần nữa thằng con trai 18 tuổi rồi các bạn. Theo tụi Mỹ thì gọi là nó bỏ nhà nó đi. Việt Nam thì phải nuôi cho nó tới học xong có vợ luôn á, chứ nhiều khi phải có vợ cái chồng nó mới chịu dọn nhà. Anyway, thôi tạm chào các bạn nha. Quay 4K video cũng không được bao nhiêu. Chúc về nhà hứng đi quay tiếp. Bye bye. Giờ không có gì làm, kiếm cớ sách uống sông à. Kiếm cớ sách máy đi kiếm bông này nọ là quay chơi. Hai chó này mới gặp mình hoài mà nó cũng sủa gì. Sủa chào mừng không nói gì, sủa cái chỗ kiểu. Anyway, đang nói gì quên mất tiêu. Thì tự nhiên hứng xách máy đi quay vòng vòng chơi rồi tập thể dục luôn. Tập hoài. Tập xong mà cho cái bụng nó nhỏ, có cái eo như là Ngọc Trinh vậy mới chịu. Ok, mình đi đây nha các bạn. Cái góc đường này nó có cái cây cây đào, cây peach đó, nó nở bông trông rất là đẹp, cũng loại hoa anh đào, nhưng mà cái này là cái loại trái cây chứ không phải là cái loại hoa. Thì các bạn nhìn dưới đất này nó mấy cây bông vàng này là mọc rất nhiều mùa này.
Mình đứng đây mình quay một chút nha. Cây này này, cây này nó sẽ có cái trái ăn được á, peach. Wow, bên kia đường thì mấy cái bông cam. Cái loại bông nó gọi là California poppies. Để mình qua mình quay luôn. À, tiếp tục đi thôi. Đây là cái nhà họ trồng hoa này. Thật ra thì như là họ giải vài hộp thôi là cái nó mọc tùm lum vậy, chứ còn thật ra người trồng theo vườn thì người ta phải trồng đẹp chút xíu không. Đây, mé bên vách núi cũng có nhiều cái bông này nó nở tự nhiên. Ok, mình đi tiếp đây các bạn. À, như mình nói là cái bên vách núi nè, nó mọc tùm lum loại hoa ra, hoa cam với hoa vàng. Năm nào mùa này nó cũng mọc lên vậy hết. Có nhiều chỗ nguyên một bãi luôn á, đẹp lắm. Nhưng mà tại mình không có đi gặp được cái mấy khu đó. Đi tới khu này thấy không? Chỗ đó nó có rất nhiều bông hoang dại. Cái loại poppy đó, với lại cái loại vàng đó, mình không biết tên. Ở đây nó cũng có mọc nữa nè. Bên mé bên kia đường hơi nguy hiểm, tại vì xe nó chạy cũng nhanh lắm. Đây, bụi. Rồi mé bên đây một bụi nữa. Biết có ai giống mình không, như cái bông cỏ dại này đó, nó mọc tùm lum tà la hết nhưng mà thấy nó đẹp. Vàng hết là nhìn giống như cái thảm vậy, thích. Mình đứng đây ngắm một chút. Ok thôi đi. Thì nãy giờ quay cũng được vài cái hoa. Có nhiều hoa thì mình biết tên, nhiều hoa không biết tên. Còn cái loại này nó có cái trái đỏ hoét mà mình không biết cái cây gì nữa. Cái nhà mình sắp đi tới này họ trồng mấy cái cây đỏ nè. Bông giống như bông mai đỏ vậy đó. Mình chắc là cái loại, một trong những cái loại anh đào thì phải. Trồng một cái vườn nho nhỏ có hoa tím, hoa hồng. À, chắc bữa nay là mình đi đủ rồi. Sáng đi, chiều đi. Giờ 2 giờ rưỡi là trưa hay chiều ta? Hay là giữa trưa ha. Mấy lúc này không có cái gì hay để mà trò chuyện với các bạn, nên mình cứ đi vòng vòng, vừa tập thể dục vừa quay phim, chia sẻ với các bạn những cái thú vị mình thích là nha. Sở thú quay phim, tập quay phim với lại quay mấy cái hoa. Có vậy thôi. Nên hôm nay mình chia sẻ chút đỉnh vậy đó. Ok. Hy vọng các bạn thích. Mai mốt có gì vui vẻ thì mình chia sẻ tiếp. Bye.